Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình cùng bắt đầu sẽ tắt game Rebel 26 đến Rebel 29 rồi nha. Ok. Tiếp tục lên vào 27 các bạn nha. Chuyển lại nha. Chúng ta chắc lại nha. Ok. Chúng ta né cái này đã. Rồi ok, chuyển sang màu vàng nha. Hello bạn. Chúc bạn một ngày mới vui vẻ nha. Bạn đừng quên đăng ký kênh cho mình và chia sẻ video cho mình nha. Các bạn nên nhớ là chúng mình không nên chơi quá lâu các bạn nha, chúng mình vì nó rất ảnh hưởng đến chơi ít thì là giải trí, mà chơi nhiều quá nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và công việc của mọi người ạ. Nên là mỗi ngày mình chỉ dành ra vài phút để chơi và giải trí thôi. Ôi, tuyệt vời rồi. Để ra một vàng. Chúng ta sẽ... Ui, cộng 5 nữa. Rồi các bạn ạ. Ok. Lần này mình chơi sẽ không có một tí nào gọi là lỗi nha bạn nha. Rồi ok, theo như các bạn nha. Rồi nào. Không được rồi bạn ơi. Cái vòng tròn đấy rồi. Rất là nhanh, mình chỉ cần không để ý một chút là vướng vào luôn. Rồi chuyển sang màu vàng nào. Rồi. Chúng ta đi lên một này, vừa nhận được kim cương là vừa nhận được nước các bạn ạ. Nước hoa quả ở đây. Chưa cho mọi người đúng không nào. Chúng ta đến cửa level 29 rồi. Như mình nói là mình chỉ chơi từ 26 đến 29 các bạn nha. Bây giờ sau cửa này là mình chơi cửa nhận thưởng các bạn nha. Rồi. Và đến đây mình video sắp kết thúc rồi. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Trước khi thoát video, các bạn đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.